Xin chào mọi người, Bauer & Wilkin là một thương hiệu âm thanh danh tiếng tới từ Anh Quốc, được thành lập từ năm 1966. Danh mục sản phẩm của hãng thì khá là đa dạng, từ những chiếc loa high-end đắt tiền đến những hệ thống âm thanh trên siêu mẫu xe sang. Dĩ nhiên là bao gồm cả loa và tai nghe không dây cao cấp. Tin vui cho các tín đồ âm thanh là Sound Media chuẩn bị về hàng các mẫu tai nghe không dây của thương hiệu này và mời anh em cùng tham khảo trong video này nhé. Đầu tiên sẽ là bộ đôi tai nghe Twilight PI5S2 và PI7S2. Với PI5S2 thì các bạn sẽ có thiết kế cực kỳ là ấn tượng với 4 phối màu tím lilac, trắng ngà, xám đen và xanh bạc hà. Về tính năng thì tai nghe được trang bị chống ồn chủ động và xuyên âm. Các bạn có thể là tùy chỉnh sâu hơn nữa thông qua app đi kèm trên smartphone. Thời lượng pin của tai nghe thì đạt là 5 giờ trên tai và 19 giờ khi mà kết hợp với hộp sạc. Tai nghe cũng được trang bị sạc không dây chuẩn chi, sạc nhanh 15 phút dùng được 2 giờ. Chuẩn chống nước là IP54, đủ để các bạn có thể là kháng được mồ hôi hay là những tia nước nhẹ. Về âm thanh thì PI5S2 được trang bị driver 9.2mm và được tùy biến riêng bởi các kỹ sư âm thanh từ hãng nhằm mang lại chất âm cực kỳ là tự nhiên và lôi cuốn như là trên các dòng loa chứa danh của hãng. Hiện tại thì Bauer & Wilkin PI5S2 đang được phân phối tại Sound Media với mức giá là 6.990.000 đồng kèm bảo hành 24 tháng. Trường hợp các bạn yêu cầu một chất lượng âm thanh cao cấp hơn thì Bauer & Wilkin PI7S2 sẽ là lựa chọn hoàn hảo hơn. Thiết kế và tính năng của PI7S2 thì nó khá tương đồng với lại PI5S2. Tuy nhiên thì chiếc tai nghe này được bổ sung một tính năng khá là thú vị, đó là Smart Key. Với các nguồn phát không có Bluetooth như là PC hay là hệ thống giải trí trên máy bay, các bạn chỉ cần kết nối cây sạc của tai nghe với chúng thông qua dây cáp và tự động tai nghe sẽ nhận tín hiệu từ nguồn phát đó. Về âm thanh thì PI7S2 được trang bị chuẩn codec aptX Adaptive cùng cấu hình 2 driver giúp đem lại chất lượng âm thanh ấn tượng hơn hẳn so với người đàn em PI5S2. Hiện tại thì Bauer & Wilkin PI7S2 đang được phân phối tại Sound Media với mức giá là 11.490.000 đồng kèm bảo hành 24 tháng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với hai mẫu headphone đó là PX7S2E và PX8. Bauer & Wilkin PX7S2E là mẫu headphone không dây cao cấp cạnh tranh trực tiếp với lại WH-1000XM5 hay Momentum 4. Vậy nên nó được trang bị rất nhiều các tính năng cao cấp. Ngoài chống ồn chủ động và xuyên âm thì PX7S2E còn được trang bị codec aptX Adaptive kèm chip giải mã DSP độc quyền từ hãng, giúp tai nghe có thể chơi được pha nhạc chuẩn 24bit và 96kHz. Cổng USB Type-C trên tai nghe, ngoài vai trò sạc ra thì nó cũng có vai trò là USB Interface, giúp bạn có thể là nhận tín hiệu âm thanh có độ phân giải cao hơn từ máy tính hoặc máy nghe nhạc. Về mặt thông số thì PX7S2E có chuẩn Bluetooth là 5.2 và thời lượng pin là 30 giờ. Các vật liệu được sử dụng trên tai nghe cũng rất cao cấp, gồm chủ yếu là da, kim loại và vải dệt. Hiện tại thì Bauer & Wilkin PX7S2E đang được phân phối tại Sound Media với mức giá là 9.990.000 đồng kèm bảo hành 24 tháng. Là chiếc tai nghe không dây đầu bảng của Bauer & Wilkin nên PX8 được trang bị những gì tốt nhất của hãng âm thanh Anh Quốc. Điểm sơ qua thì chúng ta sẽ có chống ồn chủ động và xuyên âm, codec aptX Adaptive kèm chip giải mã DSP độc quyền, cổng USB Type-C vừa sạc và cũng là USB Interface, thời lượng pin là 30 giờ và có thể là sạc nhanh 15 phút dùng được 7 giờ. Nghe qua thì khá là giống với PX7S2E, tuy nhiên thì PX8 ra mắt trước nên là PX7S2E mới là chiếc tai nghe được thừa hưởng lại những công nghệ này từ người đàn anh. Tất nhiên là PX8 vẫn có những điểm vượt trội hơn, đó là về vật liệu. Driver của PX8 được cấu tạo từ carbon nên là có độ phân giải tốt hơn, cải thiện méo tiếng và chi tiết ở tần số cao. Điện tai nghe sử dụng là da nappa từ Ý và khung kim loại là hợp kim nhôm giúp tai nghe bền bỉ và thoải mái hơn khi đeo. Hiện tại thì Bauer & Wilkin PX8 đang được phân phối tại Sound Media với mức giá là 15.990.000 đồng kèm bảo hành 24 tháng. Thông tin về chi tiết các sản phẩm các bạn có thể tham khảo đường link phần mô tả và nếu cần tư vấn thêm thì hãy gọi vào số hotline của Sound Media. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.